Giang Hiếp cảm nhận khổ một bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhà thơ Thanh Hải. Mở bài giới thiệu về tác giả và tác phẩm. Thân bài luận điểm 1, bức tranh mùa xuân tươi đẹp, tràn đầy sức sống. Bông hoa tím vương mình khoe sắc giữa dòng sông xanh, động từ mộc đảo lên đầu câu gợi ra nhịp vận động nhẹ nhàng, tinh tế của những cánh hoa, âm thanh tiếng chim chiền chiện làm cho bức tranh mùa xuân thêm rộn rã. Giọt long lanh có thể là giọt sương động trên lá, cũng có thể là âm thanh tiếng chim chiền chiện ngưng động thành hình thành khối. Luận điểm 2, tình cảm của nhà thơ trước bức tranh mùa xuân. Tác giả ngạc nhiên xúc động khi bắt gặp những tín hiệu của mùa xuân. Từ mộc không chỉ gợi ra nhịp vận động của cánh hoa mà còn thể hiện sự bất ngờ đan xen lẫn sự hào hứng mong chờ của tác giả khi phát hiện ra sự thay đổi nhẹ nhàng tinh tế. Ông trân trọng nâng niu từng vẻ đẹp của tự nhiên, tôi đưa tay tôi hứng, cảm nhận mùa xuân bằng cả trái tim nồng nhiệt và bằng tất cả các giác quan. Kết bài khái quát những giá trị đặc sắc về nội dung nghệ thuật của khổ một bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ và nêu cảm nhận của bản thân. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn. Hãy thả tim, like video và follow Sunny K Education để xem thêm những video thú vị khác về học thuật nha.